Xin chào các bạn, Gốm Nhật Neko xin chào các bạn Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ Hôm nay Gốm Nhật Neko lên cho các bạn Một đỉnh trầm siêu tập Đây quay cho các bạn xem này Quá đẹp Đây hai em đỉnh trầm nhá Một, hai nhá Còn đây đo kích thước cho các bạn này Chiều cao của đỉnh trầm này là vào 16 Hơn 16 một chút các bạn Hơn 16 một chút à, chiều cao hơn 16 một chút đến cái đỉnh trầm chiều ngang từ hai đầu con sư tử này đấy là rơi vào tầm 20 các bạn nhé 20 các bạn này để quay cho các bạn xem này đây quay chậm chậm cho các bạn xem nha đấy đỉnh trầm quá tuyệt vời hai đỉnh trầm này dòng đỉnh trầm cổ đấy các bạn xưa rồi lâu năm rồi đây nó gọi là dòng đỉnh trầm dòng men men ngọc bạn các bạn men ngọc đây nó bạc bạc một chút này đây bạc bạc một chút này. men ngọc các bạn nhá hay nói chung lại là cái dòng men ngọc này gọi là dòng cedar đông men ngọc hai đỉnh trầm cedar đông kiểu cổ đây quay cho các bạn xem cầm này. quá đẹp luôn chuyện ký đầy đủ các bạn nhá chuyện ký chữ cổ nhật đây men ngọc đấy đấy dạng dạng này men dạng đây này đây trong này còn lành chuẩn sáng bóng luôn các bạn nhá quá đẹp đây là size size này là size lớn ấy. đấy trong này thì chúng ta dùng cái đốt trầm ở trong này đã trầm ở trong này thế ngoài ra ngoài này có một cái lớp xăng đan này nghệ thuật này xăng đan này. đan một lớp ngoài này nữa đấy rất là đẹp là khi chúng ta bê ở khi là không nóng không nóng tay đây xăng đan ở ngoài lớp đan nghệ thuật ở ngoài hai đầu đỉnh trầm này là hai hai cái tay là hai con sư tử quá đẹp các bạn nha nhìn này quá đẹp đây. mồm hai sư tử này quá đẹp luôn nhá quá tuyệt vời luôn đây. Đấy, bên này cũng đấy quay tay một con sư tử rất là nghệ thuật đây nắp các bạn nhá đây nắp nắp trầm đấy chúng ta đậy như này vào và nhà gốm Lê cung thông báo luôn là đỉnh trầm này chúng ta có hai cái nha các bạn nhá đây có hai đỉnh trầm đây rất là đẹp đấy. đây là một cái dòng xe đông rất hiếm hầu như bây giờ không có nữa các bạn rất ít khi sưu tập được đấy. rất là tuyệt vời luôn đây quay cho các bạn xem này quá đẹp luôn bác nào mà dùng để sưu tập, Đấy, mà để đỉnh trầm này những cái chỗ như là phòng thờ, những phòng thiền, hoặc một số chỗ thì quá đẹp thành một cặp luôn, Đấy, quá đẹp luôn. đây có cái, cái 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 vết bị bạc bạc các bạn nhá, bạc bạc cái cái màu men ngọc, do thời gian bạc bạc này, Đấy, bạc bạc này, bạc hết đây này, này. Cái men dạ đẹp, quá đẹp luôn bác nào mà thích chơi đồ cổ hoặc bạn nào thích chơi đồ cổ và để trong cái nhà phong cách Indo kiểu độ Đông Dương quá đẹp nói chung để đâu cũng đẹp rất hiếm khi mà sưu tập được đỉnh châm này là mã A1 các bạn nhá mã A1 Đấy. Đấy. anh cô chú anh chị và các bạn nào mà giao lưu thì đây là mã D1 các bạn nhá mã D1 xin lỗi là mã D1 cô chú anh chị các bạn nào muốn giao lưu nhất là gốm sứ Nhật Bản hoặc đam mê gốm sứ Nhật Bản thì có thể liên hệ qua nhà gốm Neko qua hai hình thức. Một là Facebook gốm Nhật Neko, hai là YouTube kênh YouTube số điện thoại 0986 396 071. Đấy. Có đẹp các bạn ạ. Có tuyệt vời luôn. Đấy. Và nhà gốm cũng xin báo giá luôn cho các bạn nhé đỉnh trầm này giá là 3 triệu 900 ngàn 3 triệu 900 ngàn quá tuyệt vời để mà sưu tập hai đỉnh trầm này. Đó. Đây, để đây cho các bác quá đẹp các bạn nha quá tuyệt vời luôn một cặp luôn đây các bạn xem này một cặp luôn quá đẹp luôn nha Đấy. Đó là tuyệt vời giới thiệu cho các bạn đến một cái mã là mã D2 hay mã D2 mã D2 là một cái sản phẩm cũng trong cái cái, 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 cái siêu tập đây là lấy một cái cửa hàng ở bên Nhật các bạn nhá một cửa hàng ở bên Nhật cửa hàng bên Nhật cái này nó có xăng đan này các bạn à. có xăng đan đây này, này có xăng đan như này đây đấy này không có chữ ký gì cả quá đẹp hãy đo kích trước cho các bạn nhá chiều cao của chiếc bình nghệ thuật này rơi vào 36 36 cm các bạn nhá 36 cm miệng này miệng là 8,5 các bạn nhá miệng là 8,5 này ,5 á à, vòng bụng này vòng bụng vòng bụng này vòng bụng của chiếc bình này vòng bụng rơi vào tầm 60 6 66 các bạn vòng bụng rơi vào 66 vòng bụng rơi vào 66 các bạn nha giới thiệu qua về chiếc bình này khi thì bản thân mình thì cũng thấy là cũng hiếm khi có một chiếc bình này. Đấy, đây là uh, cậu em cậu sưu tập ở trong cái cửa hàng của nhật có bốn cái bình như này mang về về được nha các bạn nha bốn cái nhưng mà do vận chuyển nên vỡ mất vỡ mất vỡ mất một cặp một cặp để dưới vỡ mất đấy, đây cho các bạn xem này sứ này đấy sứ đèn keng này nhé nếu nhìn qua chúng ta có tưởng là như kiểu là là, là cái nhựa nhưng không phải đây cầm ký cho các bạn xem này cái này là sang đan không có chuyện gì các bạn nhé, đấy, không có chuyện gì các bạn nhé đây nha, sang đan hết nhá, sứ nhưng mà người ta đan mà, đan sứ rất là nghệ thuật rồi các bạn, quá đẹp luôn, có tuyệt vời luôn nhá, cái này có một đôi các bạn nhá, một đôi, bốn cái nhưng mà vỡ mất, và một đôi đấy, quá đẹp đây, đan 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 sang đan quá đẹp, à, quá đẹp các bạn nhá, quá tuyệt vời luôn, à, quá đẹp anh chị và cô bác nào muốn uh, giao lưu muốn sưu tập chiếc bình này thì hãy liên hệ với nhà gốm Đấy, giao lưu số điện thoại 0986 396 0771 mã D2 à, mà giới thiệu qua các bạn là trong cái bình này thì có một cái đèn như này Đấy, cái đèn này Đấy, khi mua thì uh, khi các bạn mua thì mình sẽ cấp cho các bạn một cái đèn như này trong cái đèn này sẽ bật lên bật lên đây đang hết pin nó bật lên cái đèn này thì giới thiệu qua là cái đèn này khi trong khi cái đèn này cho cái đèn này vào Đấy, đèn này vào như này vào này cái đèn này vào mình để giấu đây được như này thế này đấy thì những ánh sáng những cái ánh sáng ở trong này nó sẽ phả ra ngoài chiếu vào bờ tường chiếu vào chân chiếu vào các đồ nội thất thì cái ánh sáng này sẽ bị xăng đan xăng đan bởi các cái lớp họa tiết này người ta đan vào đan vào bờ tường và các cái nội, nội thất là rất là đẹp các bạn nhé nhất là buổi tối cái ánh sáng ở trong này nó bật ra rất là đẹp nhất là nếu nếu để thay cái đèn ngủ đèn ngủ ở phòng master hoặc cái phòng tắm bể bơi thì rất là đẹp nó nghệ thuật như kiểu phong cách châu Âu các bạn. đây có thể là một cái cái cái, cái sưu tập của một cái cửa hàng đó. Đấy. Ok, quá đẹp luôn các bạn này, quá đẹp. Ánh sáng này bật vào đây thì ánh sáng này coi như một cái đèn ngủ sẽ tỏa ra và những cái họa tiết hoa văn này sẽ sẽ sẽ, sẽ, sẽ hắt lên tường những các đồ vật leng keng luôn các bạn nhá. Ok, đây quay cho các bạn anh chị xem một lần nữa này. Quá đẹp luôn, quá tuyệt vời luôn bình hoa này là mã D2 các bạn nhá mã D2 mã D2 bình hoa này sẽ giao lưu với cô chú anh chị và các bạn là giá là 7 triệu 900 ngàn 7 triệu 900 ngàn 7 triệu 900 ngàn một chiếc nếu mà cô chú anh chị nào mà lấy cả đôi thì có thể sẽ là giảm giá sâu hơn giảm giá sâu hơn Đấy. cô chú anh chị các bạn liên hệ với nhà gốm Neko 0986 396 071 nhắc lại là 09863/6011. Đấy. Ok. Xin chào các bạn.